Ngày 20 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 với chủ đề "Từ duy mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới, giá trị mới. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Quỹ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương tham dự. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã công bố nghị quyết số 81 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch gồm những nội dung chính như quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các định hướng phát triển không gian kinh tế xã hội, phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, định hướng phát triển không gian biển. Định hướng phát triển và phân bố không gian các ngành quan trọng, định hướng phát triển hạ tầng cấp quốc gia. Ngay sau hội nghị này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện nghị quyết trình chính phủ ban hành. Quy hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các chỉ tiêu kinh tế phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả nước bình quân đạt khoảng 7% trên năm giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD. Về tầm nhìn đến năm 2050 là nước phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phấn đấu nhanh nhất đạt mục tiêu giảm phát thải ròng của quốc gia về không vào năm 2050 tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2031-2050 đạt khoảng 6,5 đến 7,5% trên năm. Tại hội nghị cũng đã diễn ra nghi thức bấm nút khai trương hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia, triển lãm ảnh Việt Nam đất nước và con người. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục chủ trì phiên họp toàn quốc về để nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tại phiên họp, các bộ ngành địa phương đã báo cáo tình hình triển khai công tác quy hoạch theo sự phân công của chính phủ về thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch những tồn tại khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất kiến nghị phát biểu tại phiên họp thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm cụ thể hóa đề án dự án bố trí nguồn lực để thực hiện mang lại hiệu quả cụ thể góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn giới chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả